có 5 sự thật về yêu Anna mà không phải ai cũng biết. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích ngay sau đây. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Iguana hay còn được gọi với tên là rồng Nam Mỹ, nhưng mà thật ra cái tên quốc tế của nó các bạn, nó gọi là iguana. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta nói chuyện với nhau á thì chúng ta chỉ gọi tắt nó là iguana thôi. Nhưng mà thật ra gọi là iguana nó cũng chưa có chính xác nữa. Tại vì đọc theo tiếng Việt mình á là iguana, nhưng mà đối với tụi nước ngoài á thì nó gọi là iguana. Nhưng mà gọi là iguana nó cũng chưa đúng luôn. Đúng thì nước ngoài gọi là iguana. Sản luôn nhức đầu. Rồi, thống nhất từ bây giờ chúng ta gọi tắt đó là igu cho nó dễ hiểu, ai cũng có thể tiếp cận được ha. Điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó chính là cái dòng igu này nó là chậm và ổn định. Thì khi mình nói ra điều này thì sẽ có nhiều bạn sẽ cãi liền. Nó mà chậm gì anh, nhanh như mồ luôn, nhanh như quỷ luôn. Nó phóng nó chạy dí không kịp nó, rồi nó quay đầu nó cắn mình cũng né không kịp với nó, hoặc là nó quất đuôi mình đỡ không nổi với nó. Thì rất là nhiều bạn do thiếu kinh nghiệm, không có biết cách ẩm bồng và tương tác, quan sát, nhận định tình huống, cho nên là các bạn bị những cái tai nạn đó. Igu không phải là giống loài năng động, nó dành phần lớn thời gian của nó để sống ở trên cây và ít di chuyển lắm các bạn. Cứ nằm phơi nắng, nằm tích trữ năng lượng và nó ẩn mình dưới những cái tán lá để nó tránh những cái kẻ săn mồi rình rập, giống như là những cái con chim săn mồi ở trên, nó có thể đáp xuống và bóc nó đi chỗ khác luôn. Tuy nhiên khi mà bị truy đuổi, bị dí thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Chúng ta thấy khi mà nó đề ba, thậm chí là nó có thể bend hai chân nó lên để nó chạy bằng hai chân sau luôn. Và lúc đó cái đuôi của nó giữ cái vai trò làm giống như là cái thước lái để giữ cho nó thăng bằng. Có kinh nghiệm cho các bạn như thế này, iguana nó sẽ không có bỏ chạy vèo một cái mất tích luôn, mà nó sẽ dừng lại để nó quan sát. Chính vì vậy khi mà iguana nó phóng nó chạy đi thì các bạn dí nó đừng có dí rác quá. Các bạn dí một khoảng dừng lại, tại vì khi các bạn dừng lại nó sẽ dừng lại theo. Còn nếu các bạn càng dí nó chạy càng nhanh, các bạn sẽ không chỉ là kịp nó đâu. Điều thứ hai thật sự đặc biệt mà không phải giống loài nào cũng có, đó là con igu được ông trời ông ban cho nó có một con mắt thứ ba. Đây các bạn, cái vị trí của con mắt thứ ba nó nằm ngay trên cái đỉnh đầu này. Nó cũng không thật sự rõ ràng là một con mắt đâu, nó mà như một cái lớp vảy thôi. Các nhà khoa học sau khi mà quan sát và nghiên cứu rồi á thì người ta đặt tên cho nó là giống như là con mắt thứ ba ở đây. Cái con mắt này mặc dù là nó không nhìn thấy được những cái chuyển động cũng như là màu sắc, tuy nhiên nó có thể cảm nhận được những cái mối nguy hiểm, cảm nhận được những cái chuyển động ở phần trên này. Cái mục đích là giúp cho con igu nó có cái sự đề phòng đối với những cái thiên địch ở ngoài tự nhiên, ví dụ như là những cái dòng chim săn mồi, giống như là tụi diều hâu, chim ưng, chim đại bàng. Ở trên cao nó có thể ngay lập tức nó xà xuống và nó cắp con igu đi. Khi mà nó bay, nó sải cánh ra thì cái cánh của nó sẽ che cái ánh sáng. Con igu ở trên đây nó sẽ cảm nhận được cái điều đó và ngay lập tức nó sẽ bỏ chạy, nó lủi trốn đi liền. Mặc dù nó có một cái tầm nhìn xa rộng nhưng mà ở cái tầm gần thì nó lại nhìn không được tốt. Bằng chứng là khi mà chúng ta bị sẫm con igu, chúng ta sẽ sử dụng một cái cây có cái đầu thòng lọng, chúng ta đưa lại gần con igu, thậm chí là đưa sát từ đây luôn mà nó không hề phản ứng, nó không hề biết có sự tồn tại của cái dây đó. Sau khi chúng ta chồng vô cổ nó thì chúng ta có thể dễ dàng giữ nó lại được. Cái điều thứ ba này cũng rất là đặc biệt mà cũng rất là hay luôn các bạn, và ngay chính bản thân mình thì cũng vừa tiếp cận được cái thông tin này luôn. Mặc dù là chúng ta quen coi bò sát là một cái loài máu lạnh, tuy nhiên thì đừng gọi iguana là máu lạnh. Máu của igu nó không lạnh. Các nhà mà giải phẫu học á, giải phẫu những cái chi tiết đã giúp cho con igu nó có thể thích ứng với cái nhiệt độ của môi trường bằng cách giải phẫu những cái nốt hạt mà ngay ở dưới cằm nó. Đây là cái bộ phận điều tiết nhiệt độ của cơ thể của nó. Đối với cái cơ thể nhiệt độ mà nó thấp á, tức là nó lạnh á, thì cái da của nó sẽ có xu hướng là tối màu đi để nó dễ dàng hấp thụ những cái năng lượng, những cái ánh sáng từ mặt trời. Ngược lại, khi mà cái cơ thể của igu nó ấm lên thì cái màu sắc da của nó sẽ sáng lên để nó có thể phản chiếu những cái ánh sáng đó đi. Bên cạnh đó, không chỉ cái nhiệt độ của môi trường làm ảnh hưởng tới cái màu sắc của igu đâu, mà cái tâm trạng, cảm xúc nó cũng quyết định cái màu sắc của con igu nó đẹp hay là xấu. Trong cái phần thi igu đẹp, nó cũng có một cái yếu tố gọi là cái tinh thần. Cái đó cũng là cái điểm quan trọng khi mà chúng ta đem nó đi thi mà nó không có tự tin á, nó rút người lại, màu nó tối xuống hoặc là nó bỏ nó chạy thì sẽ bị trừ điểm rất là cao. Cái điều thứ tư cũng rất là thú vị, mặc dù con igu là một cái loài có tính lãnh thổ cực kỳ cao, ví dụ đây là cái lãnh thổ của con igu mà một con khác bước vô là sẽ có đánh lộn liền. Hai con nó không thể ở chung với nhau, nhất là hai con đực. Cái cũng vậy các bạn. Tuy nhiên tới cái mùa sinh sản, nếu như cái điều kiện đất đai ở đó, điều kiện để làm tổ nó quá khó khăn đi, thì
hai con cái, thậm chí là ba bốn con, nó có thể share chung một cái tổ đó với nhau. Điều này rất là hay, tại vì tại sao mình nói nó là thiêng liêng, bởi đây là cái yếu tố sống còn để mà duy trì nòi giống. Các bạn hình dung ở trong môi trường tự nhiên thì nó cũng rất là khắc nghiệt. Tụi Eagle này á, khi nó đẻ thì nó sẽ đào đất ở dưới hang để nó đẻ, và nó có thể đào hang sâu tới 1 mét các bạn. Và cái hang này á, nó phải đảm bảo nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như khu vực đó, cái nhiệt độ nó phải lý tưởng để trứng nó có thể tồn tại và phát triển và nở thành con. Các bạn lưu ý là ở dưới 1 mét thì có khi nó đụng phải cái mặt nước ngầm, rồi nó chỉnh nước, nó làm cho trứng nó bị mốc, bị hư đó. Và nó đào cao quá thì nhiều khi có những cái con vật khác nó sẽ đào lên và nó ăn cái trứng nó đi. Và các bạn lưu ý giùm mình, nhất là các bạn nam, bởi vì cái môi trường sống của nó là trong những cái môi trường khắc nghiệt, cho nên là các bạn đừng có mong muốn xe tổ nha, không có chuyện đó xảy ra đâu. Một tổ thôi, một con cái thôi, các bạn mà đòi giống Eagle mà nhiều con cái vô xe tổ là coi chừng không có dễ đâu. Điều cuối cùng, giống như ở đầu mình nói, mặc dù nó là cái loài chậm chạp và ổn định, tuy nhiên ở trong thực tế thì nhiều lần chúng ta phải đối mặt với cái sự nhanh của nó. Hay quá nhanh thì bản thân mình cũng vậy, mặc dù là kinh nghiệm đầy mình, võ công cũng có, nhưng mà đã từng bị nó táp trúng lỗ tai, táp trúng bắp tay, táp trúng ngón tay, táp trúng cái chân, và bị nó nhứt những cái đùi vô lưng đó. Theo mình tổng hợp lại, con Eagle là một cái loài thừa hưởng nhiều cái yếu tố mang cái tính tương phản rất là cao. Mình vừa nói về cái tốc độ của nó, mình vừa nói về cái tính lãnh thổ của nó, tuy nhiên nó lại xe tổ với nhau. Nó là cái loài nhút nhát. Các bạn biết là ở trong tự nhiên, cái phản ứng của nó khi gặp những cái mối đe dọa, phản ứng của nó là gì? Phản ứng của nó là bỏ chạy. Nó sống trong cái môi trường khắc nghiệt với nhiều cái thiên địch khác nhau. Và thiên địch nó không chỉ là con chim các bạn, mà nó có thể là những cái loài gặm nhấm, nó có thể là những cái loài săn như là báo, như là những con mèo rừng, mèo hoang. Cho nên là tạo hóa cũng ban cho nó những cái vũ khí rất là đặc biệt. Khả năng thứ nhất là chạy, nó chạy rất là nhanh ha, thậm chí là khi nó bứt tốc nó có thể bend hai chân nó lên và nó chạy bằng hai chân thôi. Khả năng thứ hai là bơi lội, nó bơi rất là giỏi luôn. Khi gặp mối nguy hiểm, nếu mà gần đó có những cái ao, cái hồ, nó sẽ phóng xuống dưới và nó sẽ có thể lặn ở dưới khoảng mấy chục phút luôn. Cái cơ ngay hông của nó sẽ đẩy cho nó lướt ở dưới nước cực kỳ nhanh luôn và rất là đẹp. Mình đã từng thả nó dưới cái hồ bơi nhà mình và nó bơi phải nói là mềm mại, nàng tiên cá, là không có cửa nẻo gì với nó cả. Bên cạnh đó là nó có khả năng leo trèo. Thì các bạn biết là cái thiết kế cái móng vuốt của con Eagle nó rất là nhọn. Cái khả năng nó bám lên những cái thân cây rất là tốt, nhất là những cái vách xi măng là nó leo vào sớt luôn. Chạy nhanh, bơi giỏi, leo trèo tốt. Thì các bạn thấy những cái khả năng đó toàn là những cái khả năng bị động không à. Nó không có trực tiếp tấn công một ai cả. Nó rất là ít tấn công những cái con vật khác cũng như là con người, mà cái phản ứng đầu tiên khi nó gặp là nó bỏ chạy. Nhưng khi nó bỏ chạy không được thì nó mới rút ra những cái đòn mà nó có thể phản công lại. Ví dụ như là cái răng của nó. Thì các bạn biết là cái răng của con Eagle á, nó như một cái lưỡi dao vậy đó. Bởi vì Eagle là loài ăn thực vật là chính. Các bạn banh cái miệng nó ra, các bạn sẽ không thấy cái răng nó đâu. Nó nhỏ xíu luôn, nó mỏng và nó trong luôn. Khi nó cắn vô, chúng ta sẽ không có cảm giác đau các bạn ha. Nhưng mà các bạn phải biết khống chế ngay cái trục cổ của nó để nó không có xoay, giống như con cá sấu vậy đó. Sau khi nó cắn phập rồi, nó sẽ xoay người nó để nó xé cái thịt đó ra. Thì như mình đã nói thì cái răng con Eagle nó rất là bén, nó như cái lưỡi dao. Sau khi nó cắn phập vô thịt mình rồi, mình không có giữ nó lại, mình để cho nó tự do nó xoay. Thì khi nó xoay vậy nè, nó sẽ tạo ra những cái vết cắt rất là lớn, thậm chí là có người phải mai tới mười mấy, hai chục mũi. Do con Eagle nó là loài ăn chay, cho nên cái răng của nó rất là sạch. Khi chúng ta làm chúng ta bị tổn thương thì chúng ta chỉ cần xử lý vết thương thôi, đừng để cho nó bị nhiễm trùng, nếu mà rách sâu quá thì bị mai. Nhưng mà nó có điều may mắn là nó không có để lại độc như những cái loài khác. Và cái vũ khí thứ hai, thì cái vũ khí này mới chính là cái vũ khí mà mình sợ và mình quạo nhất, đó chính là cái đuôi của nó. Thì cái đuôi của nó rất là uyển chuyển luôn, chứ không phải như cái đuôi này mà ú đâu. Cái đuôi của con Iguana nó bằng 2/3 tổng chiều dài của con Eagle, và nó rất là uyển chuyển ở mọi vị trí luôn nha các bạn. Cho nên là nhiều khi mình ẵm cái bạn Eagle, mình ẵm mình đã kìm trước, kìm sau, kìm cả phần đuôi rồi, thì còn một khúc đằng sau nè, nó cỡ khoảng 70-80 cm á, nhưng mà nó cũng rất là linh hoạt và nó cong cái đuôi, nó đập vô cái lưng của mình. Mà các bạn biết là nó quất vô rất là đau chứ không phải là nhẹ. Và đã có rất là nhiều lần mình quạo, bạn biết khi mình đau cái bản năng, cái phản xạ mình quạo là mình tính. Nhưng mà dù sao mình cũng là con người, mình có sự kiểm soát hơn, mình đã kìm lại. Quất bạn nghe một cái thử luôn, nhất là những con mát sai. Đồng thời cái đuôi của nó cũng có một cái chức năng tự vệ thụ động, giống như con thằn lằn.
Có nghĩa là nó có một cái cơ chế bỏ đuôi. Thì các bạn biết là khi chúng ta cầm vào cái đuôi thì con Igu nó sẽ có một cái cơ chế là tự bỏ cái đuôi, nó bỏ chạy. Thì chúng ta chỉ cầm được cái đuôi thôi. Và các bạn biết khi cái đuôi bị đứt ra đó thì những sợi cơ bên trong á nó vẫn còn hoạt động, nó vẫn còn ngoe ngoẩy các bạn ha. Thì mình cũng đã nói nhiều lần cái vấn đề này rồi. Thì đuôi con Igu nó kết nối bằng những cái sợi cơ, đây là những cái sợi cơ. Nó sẽ kết nối với nhau rất là đơn giản như thế này thôi. Bình thường thì nó sẽ rất là chặt. Tuy nhiên khi nó gặp mối nguy hiểm là nó sẽ có một cơ chế nó bung ra. Thì chúng ta sẽ thấy cái phần đuôi mà dính trên cái body của nó cũng có những cái sợi cơ nó que quẩy thế này. Còn cái đuôi mà chúng ta đang cầm trên tay nó cũng có những cái sợi cơ nó que quẩy như thế này. Và cũng có máu nhưng mà rất là ít máu. Và có điều đặc biệt là cái đuôi này theo thời gian nó sẽ mọc lại. Thì con Igu á, đuôi mọc lại nè, gai mũi mọc lại, gai lưng mọc lại, móng mọc lại nếu không mất gốc, răng mọc lại. Cái điều này chúng ta có thể coi những cái bộ phim X-Men. Thì trong đó nó có một cái năng lực gọi là tái tạo. Ok các bạn, đó là 5 sự thật thú vị về Iguana mà mình đã tìm hiểu và đúc kết để chia sẻ đến các bạn. Còn các bạn có nghĩ như vậy không? Sẽ còn rất là nhiều điều thú vị về các loài động vật khác nhau mà mình sẽ chia sẻ với các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.